Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Văn phòng quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức buổi tối ngày hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024. Sau đây là các bản tin chính. Phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Trump kết thúc buổi điều trần đầu tiên. Tổng thống Biden thông báo 7 tỷ Mỹ Kim dành cho dự án năng lượng mặt trời trong ngày trái đất. Tổng thống Zelensky ca ngợi sự ủng hộ của Tổng thống Biden dành cho Ukraine. Hàng trăm người biểu tình trước tối cao pháp viện Hoa Kỳ phản đối gia tăng hình phạt đối với những người vô gia cư. Biến đổi khí hậu gây tốn kém tài chính trầm trọng toàn cầu. Tìm thấy hơn 300 thi thể trong một khu mộ tập thể tại Gaza. Thói quen lành mạnh của người dân giúp cho địa cầu trong ngày trái đất. Mexico bắt giữ anh trai của thủ lãnh nhóm tội phạm Jalisco Cartel. Và đó là tất cả những bản tin mà chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến cùng quý vị trong phần tin tối nay. Bây giờ thì Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là phiên tòa lịch sử xét xử cựu Tổng thống Trump đã kết thúc buổi điều trần đầu tiên. Khi buổi điều trần đầu tiên của vụ án đầu trong số 4 vụ án hình sự riêng biệt được đưa ra xét xử, số phận của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay nằm trong tay các công tố viên, luật sư của ông, một thẩm phán và 12 thành viên bồi thẩm đoàn. 7 người đàn ông và 5 phụ nữ đã ngồi yên lặng trong khu vực bồi thẩm đoàn khi phần phát biểu khai mạc phiên tòa hình sự lịch sử của ông Trump được đưa ra tại New York. Ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến việc trả tiền để mua lấy sự im lặng của nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử hồi năm 2016. Ông Trump đã không nhận tội đối với tất cả các cáo buộc. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, ngày thứ 5 của phiên tòa hình sự đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, các tuyên bố khai mạc đã được đưa ra và nhân chứng đầu tiên đã nhanh chóng được công bố và xuất hiện tại tòa. Phần tuyên bố khai mạc của cơ quan công tố kéo dài khoảng 46 phút, khi công tố viên Matthew Colangelo nói với bồi thẩm đoàn rằng vụ án này là một âm mưu tội phạm và sự che đậy. Ông Colangelo cũng đã cáo buộc ông Trump liên tục thực hiện các mục ghi nhận sai lệch vào hồ sơ kinh doanh, nêu rõ vai trò bị cáo buộc của cựu Tổng thống trong việc trả tiền giữ im lặng cho của bà Stormy Daniels. Một số quan sát viên hình sự cho rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà ông Trump không thể nào kiểm soát được câu chuyện. Ông Trump cũng không thể kiện công tố viên vì bất cứ điều gì tiêu cực mà họ nói về ông, bởi vì tất cả những tuyên bố mở đầu phiên tòa là những lời nói được bảo vệ bởi luật pháp. Luật sư bào chữa của ông Trump là Todd Blanche đã phát biểu trong phần biện hộ dài vào khoảng 36 phút. Ông Blanche đã bắt đầu bằng một lời khẳng định đơn giản, Donald Trump vô tội. Bên công tố và bên bào chữa có một điểm chung trong phiên tòa, đó là cả hai phía đều đề cập đến người bạn lâu năm của ông Trump, ông David Pecker, người sau đó đã đứng ra làm nhân chứng trong phiên tòa cho phe công tố. Ông Pecker là một cựu nhà xuất bản của báo lá cải National Enquirer, bị cáo buộc là đã giúp môi giới cho thương vụ trả tiền đổi lấy sự im lặng trị giá 130.000 Mỹ Kim. Ông Pecker đã được miễn tố trong cuộc điều tra liên bang để đổi lấy lời khai của ông ta tại tòa và ông ta sẽ trở lại tòa án vào ngày mai thứ ba. Ông Trump cũng sẽ phải hiện diện tại phiên tòa hình sự mới này. Mỗi ngày, khi phiên tòa bế mạc sớm thì ông Donald Trump đã phân trần ở bên ngoài tòa án rằng đó là một trường hợp liên quan đến sổ sách kế toán, một vấn đề rất nhỏ trong luật pháp. Phiên tòa đã kết thúc sớm vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày thứ hai giờ Đông Bộ Hoa Kỳ vì một trong 6 thành viên dự khuyết của bồi thẩm đoàn phải đi nhà sĩ. Và không biết là anh Dũng có theo dõi cái phiên tòa này không chứ Thanh Thảo xem, vì nó là một cái vấn đề lịch sử cho nên biết khá rõ và nghe rất là nhiều lời tất cả các diễn biến ở trong đó phải không ạ? Dạ, vâng. Diễn biến và những lời bình luận bên ngoài bên lề. Chẳng hạn như lời phát biểu của ông ở bên ngoài tòa là những lời người ta khuyên là không bao giờ nên nói, bởi vì tất cả những điều mình nói đều có thể được dùng để chống lại mình. Cho nên có lẽ là ông luật sư của ông
cũng đã khuyên nhiều rồi mà không cản được. Thật ra đó là cái vấn đề mà ngày hôm nay đó thì các công tố viên người ta nói rằng là cựu tổng thống Donald Trump đã vi phạm đến những 10 lần cái gag order, tức là cấm tuyên bố bên ngoài tòa. Từ ngày 13 tháng 4 thì ông đã từng tuyên bố trên cái tài khoản của mình ở trên social Truth World, Truth Social. Ông nói rằng luật sư Michael Cohen là một kẻ tội phạm và là một người này kia khác nọ. Tức là từ ngày 13 thì đã có rồi. Từ ngày 15 cho đến ngày 18 thì cựu tổng thống Donald Trump lại tiếp tục vi phạm thêm 7 lần nữa, tức là tổng cộng 10 lần. Và các công tố viên cũng đã đề nghị với thẩm phán Merchant thì ngày mai, thì chúng ta biết rằng ngày mai sẽ có một cái cuộc điều trần để thẩm phán sẽ đích thân nghe tất cả những cái lập luận của hai phía nữa. Và có người thì đề nghị là sẽ phạt, cứ mỗi lần mà phạm quy định như vậy thì 1.000 Mỹ Kim, rồi hoặc là có thể ở đến 30 ngày tù cho những cái lần vi phạm như vậy. Có lẽ là thẩm phán không đến nỗi mà để cho một cựu tổng thống phải ngồi tù, nhưng mà phạt thế nào thì mình không rõ. Nhưng mà thế nào phải có một biện pháp, vì nếu mà không phạt ông ấy thì ông cứ tiếp tục làm, thì những người sau này, những vụ án sau này nó có tiền lệ thì có thể xảy ra đấy nữa. Thì người ta có thể tuyên bố tùm lum. Vâng, thật, đó là một trận điều. Và ngày mai thành thật cũng được biết là buổi sáng đó là thẩm phán sẽ lo về vấn đề mà hình phạt đó. Dạ vâng. Buổi trưa trưa 11 giờ hơn thì ông Becker mới trở lại tòa. Và ông này là một nhân chứng quan trọng, bởi vì ông ấy là người người ta nói là conspiracy, là một cái âm mưu đó. Ông về ông Michael Cohen là một luật sư đã vào ngồi thì tù. Thì tức là vì ông là National Enquirer phải không? Yeah. Ông là viết và ông đã edit cái cốt truyện nó khác đi với sự thật. Không phải như thế mà ông mua rồi giữ luôn. Đấy. Tức là nó gọi là catch and kill, tức là cố tình mua. Mua xong rồi ém luôn cái hồ sơ đó đi. Đó, giấu đi và ngược lại và làm tìm những cái sơ hở, hoặc là cố tình bịa đặt những cái câu chuyện không đẹp về những đối thủ để đưa lên trang báo. Tại đây là báo lá cải. Thật ra từ đây cho đến 2 tháng, nếu như theo cái thời gian ấn định mà người ta nói cái phiên tòa này có thể kéo dài trong vòng 2 tháng, chúng ta sẽ nghe các cái nhân vật chủ yếu ở trong cái vụ án này, đó là cựu tổng thống Donald Trump thì dĩ nhiên rồi. Stormy Daniels là nhân vật thứ hai, ông Michael Cohen là cựu luật sư của cựu tổng thống Donald Trump, và ông David Pecker là ông chủ nhiệm của tờ báo National Enquirer, là dạ, các bốn nhân vật chính của cái vụ án này. Vâng, và còn nhiều nhân vật khác nữa, thì rất nhiều các cái nhân chứng sẽ được đưa ra. Dạ, chúng ta sẽ chờ xem. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến Tổng thống Joe Biden, thì trong ngày hôm nay Tổng thống Joe Biden đã đánh dấu ngày trái đất bằng cách công bố một khoản tài trợ liên bang trị giá đến 7 tỷ Mỹ Kim dành cho các dự án năng lượng mặt trời để phục vụ khối lượng dân cư lên đến khoảng 900.000 gia đình tại các cộng đồng có thu nhập thấp và trung bình. Đồng thời, ông cũng trực tiếp lên tiếng chỉ trích những thành viên Cộng hòa muốn rút bớt chính sách của ông trong cái việc là muốn giải quyết cái vấn đề biến đổi khí hậu. Hiện nay thì ông cũng đang tìm cách tái tranh cử vào tháng 11 tới đây. Ông cho biết là bất chấp sự tàn phá nặng nề ở các tiểu bang đỏ và xanh, vẫn có những người phủ nhận rằng khí hậu đang gặp khủng hoảng. Ông nhắm mục tiêu cụ thể vào những người ủng hộ phong trào làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay gọi tắt là MAGA. Những người bạn ở thành viên MAGA của tôi dường như không nghĩ đó là một cuộc khủng hoảng. Ông Biden đã nói như vậy vào ngày hôm nay thứ hai, trong chuyến thăm đến Wood Park, Prince William ở tại Virginia. Nó nằm cách Washington khoảng 48 cây số về phía tây nam. Ông nói, họ thực sự muốn bãi bỏ đạo luật giảm lạm phát, vốn đã từng cung cấp kinh phí cho phần lớn các dự án này, đồng thời muốn hủy bỏ các biện pháp bảo vệ không khí sạch và nước sạch. Tổng thống Joe Biden cũng tận dụng chuyến đi này để thông báo rằng gần 2.000 vị trí trong quân đoàn hiện nay đang được cung cấp trên khoảng 36 tiểu bang, nằm trong một phần của chương trình đào tạo việc làm xanh dành cho lực lượng khí hậu Hoa Kỳ theo phong cách thỏa thuận mới của ông, bao gồm tất cả những công việc được cung cấp với sự hợp tác của nghiệp đoàn xây dựng Bắc Mỹ. Thông báo của Tổng thống được đưa ra khi ông hiện nay đang nỗ lực để tiếp thêm năng lượng dành cho các cử tri trẻ. Đây là khối lượng cử tri mà có lẽ là ông đang nhắm vào, là vì theo các thống kê gần đây cũng cho thấy rằng lực lượng cử tri trẻ đang mất dần niềm tin đối với chính ông. Ông cố gắng để củng cố cái niềm tin của họ trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Những người trẻ tuổi, một phần quan trọng của liên minh rộng lớn, nhưng cũng có khả năng giúp ông đánh bại Tổng thống Trump vào năm 2020. Một số người đã từng tham gia vào các cuộc biểu tình trên khắp đất nước về các chính sách về quyền giải quyết cuộc chiến đối với Israel, đối với Hamas ở tại dải Gaza hiện nay. Thì đây cũng là một cái điểm mà người ta đang chú ý vào các cái cách hành xử của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Sau bài phát biểu của mình thì Tổng thống đã được các phóng viên hỏi về những cuộc biểu tình phản đối cách giải quyết chiến tranh tại dải Gaza hiện nay. Ông trả lời,
tôi lên án các cuộc biểu tình bài Do Thái hiện nay. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm, tuy nhiên tôi cũng lên án những người không thông hiểu những chuyện gì đang xảy ra đối với dải Gaza và đối với những người Palestine. Và có lẽ như cái cách trả lời này là cũng là một cái cách trả lời hàng hai đối với Tổng thống Joe Biden trong lúc muốn giành lại điểm đối với các cử tri trẻ. Sang cùng bản tin mà chúng ta đã chờ đợi trong cuối tuần trước, đó là việc Tổng thống Zelensky ca ngợi sự ủng hộ của Tổng thống Biden dành cho Ukraine. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã ca ngợi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì sự ủng hộ của ông Biden đối với Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày thứ Hai, 22 tháng 4, ông Zelensky đã ngợi khen câu nói của ông Biden rằng Hoa Kỳ có sự ủng hộ vững chắc dành cho Ukraine và sự lãnh đạo toàn cầu thực sự. Ông Zelensky cũng gửi tới lời cảm ơn đến Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson và lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện là Hakeem Jeffries vì nỗ lực của họ trong việc thông qua dự luật viện trợ nước ngoài quan trọng trị giá nhiều tỷ, bao gồm 61 tỷ Mỹ Kim tài trợ cho chính quyền Kiev. Hạ viện đã thông qua đạo luật phân bổ bổ sung an ninh Ukraine đã bị trì hoãn từ lâu với số phiếu là 311 phiếu thuận trên 112 chống. Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào sáng thứ Hai, Tổng thống Biden đã thảo luận với ông Zelensky về kế hoạch nhằm nhanh chóng phê duyệt biện pháp này sau khi Thượng viện thông qua dự luật và có thể vào cuối tuần này. Hạ viện đã thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ Mỹ Kim vào ngày thứ Bảy cuối tuần qua. Dự luật bao gồm việc hỗ trợ cho Israel, Ukraine và Đài Loan trong các dự luật riêng biệt. Các phần viện trợ trong dự luật 95 tỷ Mỹ Kim bao gồm 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, 26 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ Israel và cung cấp cứu trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza. Khoảng 4 tỷ Mỹ Kim trong số đó sẽ được dành để bổ sung cho các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Israel. Ngoài ra, 8 tỷ Mỹ Kim để giúp đỡ các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và chống lại Trung Quốc. Hơn 3.3 tỷ Mỹ Kim sẽ được dùng để phát triển và cơ sở hạ tầng tàu ngầm, cùng với 1.9 tỷ Mỹ Kim để bổ sung vũ khí mà Hoa Kỳ cung cấp cho Đài Loan và các đồng minh khác trong khu vực. Riêng về phần tài trợ 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine thì có 14 tỷ để giúp Ukraine mua các hệ thống vũ khí tân tiến và các dụng cụ thiết bị phòng thủ khác, và 9 tỷ Mỹ Kim trong các vấn đề xã hội và nhân đạo. Nhà phân tích các vấn đề toàn cầu là Michael Bolsiokiv đã giải thích điều đó có thể mang lại lợi ích cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine. Ông đã tỏ ý hy vọng nguồn tài trợ này sẽ giúp chấm dứt chiến tranh và gửi một tín hiệu răn đe tới ông Putin rằng ông ta không thể nào tiếp tục ném bom Ukraine không ngừng rồi sau đó tấn công vào nhiều lãnh thổ có chủ quyền hơn. Ukraine đã nhiều lần tuyên bố trong vài tháng qua là họ cần 61 tỷ Mỹ Kim để trang trải một số việc, bao gồm chi phí mua đạn dược, hệ thống phòng không, hỏa tiễn tấn công từ xa và các nhu cầu quan trọng khác. Ngoài ra, có những điều khoản trong dự luật này về tiền để hỗ trợ ngân sách. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh cho đến nay, Ukraine đã phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách 5 tỷ Mỹ Kim mỗi tháng. Vì vậy, số tiền viện trợ sẽ giúp cho việc trả lương và lương hưu cho giáo viên và một phần nhỏ hơn cho viện trợ nhân đạo. Một điều quan trọng hơn mà mọi người cần nhớ, theo lời của ông phân tích ra, là phần lớn số tiền này sẽ thực sự được giữ lại tại nước Mỹ để chi trả cho việc bổ sung vũ khí và đạn dược mà Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Vì vậy, nguồn tài trợ cũng sẽ giúp tạo ra công việc làm tại Mỹ. Và theo quan điểm này thì mọi phía sẽ cùng có lợi. Một nhóm vài trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tối cao pháp viện Hoa Kỳ trong ngày hôm nay thứ Hai, nơi mà một trong những vụ án quan trọng nhất chung quanh tình trạng vô gia cư đối với Hoa Kỳ trong nhiều thập niên đang được xem xét vào ngày hôm nay thứ Hai. Hiện nay thì các thẩm phán tối cao pháp viện đang nghe những lời thách thức đối với một phán quyết liên quan đến vụ Johnson kiện Grand Pass, vốn cho rằng việc trừng phạt những người vô gia cư vì ngủ bên ngoài khi không có đủ nơi trú ẩn cho họ là một hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Grand Pass, Oregon, một thành phố có khoảng 40.000 dân vào năm 2013, đã bắt đầu tích cực thực thi luật chống cấm trại với các khoản tiền phạt và có thể phải ngồi tù nhằm trực tiếp vào các cộng đồng không có nơi trú ẩn trong khu vực. Năm 2022 thì Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 9 đã khẳng định rằng phán quyết của tòa án cấp dưới là hành động của thành phố Grand Pass đã vi phạm vào tu chính án thứ 8 của hiến pháp để cấm các hình phạt tàn nhẫn và bất thường đối với những người vô gia cư. Tuy nhiên, các quan chức của thành phố này thì cho biết các khu cấm trại của những người vô gia cư đã trở nên không an toàn, đầy rẫy tội phạm, không lành mạnh và gây rắc rối cho cộng đồng chung quanh.
Những người biểu tình trong ngày hôm nay hy vọng là phán quyết này sẽ được giữ nguyên thì cho biết rằng nếu như tòa án lật ngược phán quyết, về cơ bản là các thẩm phán sẽ hình sự hóa tình trạng vô gia cư tại Hoa Kỳ. Antonio Fasanelli thuộc Trung tâm Luật Vô Gia Cư Quốc gia cho biết đây là trường hợp liệu chính quyền địa phương có thể trừng phạt những và đưa những người vô gia cư các tờ giấy phạt, những người không có nhà và phải ngủ ở nơi công cộng hay không, ngay cả khi mà họ không có nơi trú ẩn thích hợp. Những người ủng hộ vô gia cư thì cho biết luật phạt người ngủ nơi công cộng làm cho tình trạng vô gia cư càng trở nên tồi tệ hơn. Và họ cho biết rằng giải pháp là có thể làm sao là bảo đảm mọi người đều có một ngôi nhà an toàn để ngủ. Nhiều người biểu tình đã lên tiếng và hô vang nhiều khẩu hiệu như chúng ta đang thấy trên màn hình, thưa quý vị. Và để yêu cầu tối cao pháp viện phải xem xét điều này một cách thật cẩn thận. Và chúng ta biết tòa tối cao pháp viện dự kiến sẽ đưa ra phán quyết của họ vào cuối tháng 6 tới đây. Sang có một vấn đề rất là quan trọng nhưng nó có vẻ xa vời mà hiện nay chúng ta đang thấy bằng chứng, đó là biến đổi khí hậu, thưa quý vị. Biến đổi khí hậu gây tốn kém tài chính trầm trọng toàn cầu. Những đợt nắng nóng kỷ lục, lũ lụt nghiêm trọng và cháy rừng, tất cả đều trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu mang theo một cái giá khổng lồ và thực sự đang khiến cho thế giới trở nên nghèo hơn. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy lợi tức toàn cầu sẽ giảm vào khoảng 19% trong vài thập niên tới và nó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các tập đoàn lớn và chính phủ mà còn tác động đến cư dân. Kết quả đáng lo ngại từ một cuộc nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature nói rằng không có cách nào để tránh được mối họa tài chính ngắn hạn, cho dù các chính phủ có tăng cường nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu ngay bây giờ. Ông Adam Smith là nhà khí hậu học ứng dụng của cơ quan NOAA đã cho biết, trong 7 năm qua, Hoa Kỳ đã thực sự phá vỡ rất nhiều kỷ lục khác nhau về thời tiết và khí hậu khắc nghiệt với chi phí vượt quá 1.100 tỷ Mỹ kim. Cuộc nghiên cứu kết nối sức khỏe cá nhân, sự giàu có và hạnh phúc của mọi người với biến đổi khí hậu. Thiệt hại về nhà cửa của người dân, chi phí trồng trọt và vận chuyển thực phẩm tăng lên, cũng như phí tổn về sức khỏe, tâm thần sẽ tác động lên nền kinh tế gần 19% vào năm 2050. Trong một số trường hợp, những người gây ra vấn đề tạo biến đổi khí hậu ít nhất thì sẽ phải chịu thiệt hại nhiều nhất. Theo ông Adam Smith thì về mặt địa lý, trong rất nhiều trường hợp, các quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ này được may mắn hoặc là thiếu may mắn. Theo bản báo cáo, Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á là những khu vực có nhiều khả năng bị giảm lợi tức nhiều nhất. Tiến sĩ Daniel Swain là nhà khoa học khí hậu từ Đại học UCLA đã cảnh báo rằng tác động của biến đổi khí hậu có thể sẽ lớn hơn ở các vùng đó, một phần vì tính dễ bị tổn thương cao hơn ở nhiều khu vực trong số này. Nhưng cũng bởi vì biến đổi khí hậu tạo sự khác biệt lớn so với những điều kiện quen thuộc tại những nơi này. Hoa Kỳ, một quốc gia gây ô nhiễm khí hậu lớn trong lịch sử, sẽ chịu tác động nhỏ hơn so với các nước láng giềng, nhưng cũng không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực của một địa cầu đang nóng lên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tiến sĩ Daniel Swain đã xác định rằng những thảm họa, một số trong đó được khuếch đại rất nhiều bởi biến đổi khí hậu, có thể gây áp lực lên nguồn cung gia cư, khiến cho họ khó thể nào hội đủ điều kiện sở hữu nhà. Một ngôi mộ tập thể với hơn 300 thi thể đã được tìm thấy tại một bệnh viện ở thành phố Khan Yunis nằm ở phía nam của dải Gaza. Các nhân viên phòng vệ dân sự của Gaza đã cho biết vào ngày hôm nay thứ hai, sau khi lực lượng Israel rút khỏi khu vực này vào hồi đầu tháng. Đại tá Yaman Abu Suleiman là giám đốc cơ quan phòng vệ dân sự tại Khan Yunis đã nói với đài CNN vào ngày thứ hai rằng chúng tôi đã tìm thấy 73 thi thể trong sân của khu liên hiệp y tế Nasser và nâng tổng số lên con số là 283. Ông Suleiman cũng cáo buộc rằng một số thi thể đã được tìm thấy trong tình trạng chân tay bị trói và có dấu hiệu của các vụ hành quyết tại hiện trường. Chúng tôi đã không biết họ bị chôn sống hay là bị xử tử. Hầu hết các thi thể hiện nay đều đang bị phân hủy. Đài CNN chưa thể xác minh các tuyên bố của ông Suleiman và không thể xác nhận nguyên nhân cái chết của các thi thể đã vừa được khai quật. Đại diện CNN cũng đã liên hệ với lực lượng phòng vệ Israel để yêu cầu bình luận sau khi phát hiện ra ngôi mộ tập thể này, bao gồm cả việc các thi thể được chôn cất tại bệnh viện có được khai quật để xét nghiệm DNA hay không và liệu chúng có được cải táng hay không. CNN cũng đã gửi một số câu hỏi đến lực lượng IDF vào ngày hôm qua Chủ nhật và hôm nay thứ hai.
Trước đó, thì phát ngôn viên phòng dân sự tại Khan Yunis và người đứng đầu sứ mệnh tìm kiếm Raed Sakre thì nói với đài CNN rằng họ đang tìm kiếm thi thể của khoảng 400 người khác đã mất tích sau khi quân đội Israel đã dời đi vào ngày 7 tháng 4. Một phóng viên của CNN đến thăm nơi hiện trường này vào ngày Chủ nhật cho biết người ta đã chôn thi thể của các thành viên trong những gia đình thiệt mạng trong khuôn viên của bệnh viện hồi tháng Giêng như là một biện pháp tạm thời. Và khi quay trở lại sau khi Israel rút quân thì họ đã phát hiện các thi thể được khai quật. Rõ ràng là vì IDF đang sử dụng xét nghiệm DNA để xác định xem có bất kỳ con tin nào bị bắt ở dải Gaza nằm trong số những người chết này hay không. Người quản lý cho biết là các thi thể sau đó đã được đặt trong ít nhất một ngôi mộ tập thể. Một người đàn ông có mặt tại hiện trường thì nói với đài CNN rằng ông vẫn chưa tìm thấy thi thể của người con trai 21 tuổi của mình bị sát hại hồi tháng Giêng. Và các câu hỏi chung quanh các thi thể này hiện nay vẫn còn đang tiếp tục chưa có lời giải đáp. Bản tin kế tiếp thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày Earth Day hoặc là ngày trái đất, cho nên có những thói quen lành mạnh của người dân có thể giúp ích cho địa cầu trong ngày trái đất. Ngày hôm nay là ngày Earth Day, ngày trái đất, là thời điểm rất tốt để tập trung vào những cách bảo tồn và bảo vệ địa cầu của chúng ta. Có những điều quý vị có thể làm không chỉ hỗ trợ trái đất mà còn cải thiện sức khỏe của mình. Sau đây là vài thói quen lành mạnh có thể giúp cho quý vị sống thân thiện với môi trường hơn. Theo lời của bác sĩ Sophia Asfor, tổng y sĩ của phòng khám Cleveland Clinic cho biết, những lựa chọn mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống hàng ngày không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và ảnh hưởng đến địa cầu của chúng ta. Bác sĩ Sophia Asfor đề nghị, thứ nhất, hãy đạp xe đạp, đi bộ hoặc là chạy đến địa điểm mình cần đến. Vừa là hình thức tập thể dục, vừa không cần dựa vào phương tiện giao thông tốn kém như lái xe hơi chẳng hạn. Làm như vậy còn giảm bớt lượng khí thải vào không khí nữa. Kế đến là quý vị hãy nghĩ đến quy chế dinh dưỡng thuần thực vật không chỉ tốt cho cơ thể mà còn tốt cho trái đất. Bác sĩ Sophia Asfor đã giải thích, có thể sản xuất ra bữa ăn từ thịt cần phải đầu tư rất nhiều tiền và sản vật. Có những hóa chất mà chúng ta phải dùng để chăn nuôi gia súc hoặc là bất cứ sản phẩm làm từ thịt nào, và điều đó sẽ gây ô nhiễm môi trường và cũng có thể dẫn đến những tác động tiêu cực đến sức khỏe của con người. Bác sĩ Asfor nói rằng khi bạn giữ sức khỏe bằng những thói quen vệ sinh cá nhân như là rửa tay hoặc là lúc đánh răng thì đừng lãng phí nước. Hãy tắt nước khi chà rửa. Bà nói rằng bạn có thể giảm chi phí năng lượng và lượng khí thải nhà kính ảnh hưởng đến khí hậu và do đó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta bằng cách tắt đèn khi không cần thiết, rút điện khỏi các vật dụng trong nhà khi không sử dụng, mua hàng tái chế và chuyển bộ điều chỉnh nhiệt độ trong nhà của quý vị sang chế độ sinh thái nếu có. Bác sĩ Asfor xác định rằng nếu chúng ta chăm sóc trái đất của mình thì địa cầu chúng ta cũng sẽ nuôi dưỡng chúng ta. Bà nói nếu quý vị mới bắt đầu một số thói quen lành mạnh này thì tốt nhất nên thực hiện từng bước một, bởi vì làm mọi thứ cùng một lúc có thể trở nên quá sức và mỗi thay đổi nhỏ nhỏ cũng đều có ích cho trái đất. Chính quyền Mexico vào ngày hôm nay thứ hai đã thông báo chính thức rằng lực lượng vệ binh quốc gia của nước này đã bắt giữ Abraham Oseguera Cervantes, là anh trai của Nemeo Elemento Cervantes, thủ lĩnh của nhóm Jalisco Cartel thế hệ mới, viết tắt là CJNG. Đây là một nhóm bạo lực và chuyên buôn lậu ma túy. Abraham Oseguera, còn được gọi là Don Rodo, đã từng giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống phân cấp của cartel này. Cartel này là một trong những nhóm tội phạm lớn nhất tại Mexico và thế giới. Nó chịu trách nhiệm về việc buôn bán ma túy quốc tế, bao gồm cả một số lượng fentanyl lớn và sát hại nhiều nạn nhân tại Mexico. Abraham Oseguera bị bắt vào ngày Chủ nhật tại Outland de Navarro, Jalisco, nằm ở phía tây Mexico và là tiểu bang quê hương của anh em nhà Oseguera. Sau khi bị bắt thì người này đã được cho là đã được chuyển đến thành phố Mexico, thủ đô của nước này, và được đưa đến văn phòng công tố viên đặc biệt liên quan đến tội phạm có tổ chức, viết tắt là FAMDO. Được thành lập bởi Nemeo Oseguera năm 2011, thì Jalisco Cartel đã trở thành tổ chức tội phạm thống trị nhất tại Mexico vào năm 2020. Nó có ảnh hưởng đến 21 trong số 32 bang của đất nước và bao gồm 18.000 thành viên. Tổ chức này đã được cơ quan thực thi ma túy DEA của Hoa Kỳ chỉ định là tác nhân hàng đầu đứng đằng sau các hoạt động buôn bán fentanyl để sang Mỹ. Làm việc bắt được tên này chắc chắn sẽ là một số các cái đầu mối tiếp theo để khai thác ra nhiều nghi phạm hơn.
Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức buổi tối ngày hôm nay của Việt Face Tonight cùng với Thanh Thảo và anh Dũng. Xin cầu chúc quý khán giả một buổi tối an lành. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin này ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com, công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Văn phòng quốc tịch Mỹ, Văn phòng quốc tịch Mỹ cam kết giúp người già, người bệnh không cần thi, vẫn được quốc tịch, tù tội, vẫn được quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ nằm bên trong chợ Sài Gòn Supermart, điện thoại 714-756-0946. Để có một dàn karaoke ưng ý và chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau. Phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Văn phòng quốc tịch Mỹ có những chương trình khuyến mãi đặc biệt như sau: nhận làm visa thẻ xanh cho tất cả mọi trường hợp. Khi quý khách mở một bộ hồ sơ thi quốc tịch được tặng 2 bộ hồ sơ du lịch. Mở một bộ hồ sơ bảo lãnh được tặng 1 bộ hồ sơ du học. Đặc biệt với chương trình không thi vẫn có quốc tịch, tù tội vẫn có quốc tịch. Có lớp thi quốc tịch 1 kèm 1, nhận hồ sơ trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Liên lạc văn phòng tại Lido Sài Gòn, lầu 2 bên trong chợ Sài Gòn Supermarket. Văn phòng Việt Nam, tòa nhà Bitexco, quận Nhất, Sài Gòn. Chúng tôi quyết tâm không để cho bất cứ người Việt nào sống trên đất Mỹ mà không có quốc tịch Mỹ. Văn phòng quốc tịch Mỹ trân trọng, kính mời.